Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ hai 17 tháng 6 2019. Đến với bản tin Hoa Thành Đốn tối hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu là nhận định và phân tích. Trong phần 2 là phóng sự Gala Mẹ Yêu do bút nhóm Lửa Việt tổ chức. Để mở đầu, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần nhận định và phân tích với Thanh Trang Thế nào là một cường quốc hàng hải do Minh Anh biên soạn. ngày 1 tháng 6 năm 2019, tại diễn đàn đối thoại an ninh Shangri-La, Singapore, Bộ trưởng Quân lực Pháp bà Florence Parly phát biểu, nước Pháp sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông tối thiểu hai lần trong năm. Tuyên bố này còn nhằm khẳng định vị thế của nước Pháp trong sân chơi các cường quốc hàng hải. Thế nào là một cường quốc hàng hải? Khái niệm này có từ bao giờ và có những thay đổi ra sao theo dòng lịch sử? Thương mại, nền tảng định hình, sức mạnh hàng hải, đây cũng là những câu hỏi mà nhà sử học trường hải quân Pháp, bà Isabelle de Lumière, tìm cách giải thích trên tờ Diplomacy. Theo chuyên gia này, khái niệm về cường quốc hàng hải đã được Thucydides, nhà sử học và là cha đẻ ngành khoa học lịch sử, thời Hy Lạp cổ đại, đề cập đến lần đầu tiên ngay từ thế kỷ thứ năm trước công nguyên. Ông nói rằng tính ưu việt của thành Athens thời ấy nằm ở chính điểm này và rất lâu sau đó nước Anh cũng dựa vào chính nguyên tắc trên để khẳng định ưu thế của mình. Nên mới có điệp khúc nổi tiếng Britannia Rules the Waves. Việc được đánh giá là cường quốc hàng hải có một tầm quan trọng rất lớn và cũng không phải là điều dễ dàng. Đòi hỏi phải xem xét lại lịch sử hàng hải từ hàng thế kỷ qua. Do đó, theo nhà sử học Dilumil, câu hỏi đầu tiên cần được giải đáp nên hiểu thế nào về cường quốc hàng hải bởi vì đây là cả một tiến trình đang xen rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi công đoạn có tầm quan trọng của nó và chính mối quan hệ tương tác đã sản sinh ra một sức mạnh mà chỉ có một nhóm nhỏ các quốc gia có được. Nền tảng còi nguồn của tiến trình này là thương mại, một hoạt động mang tính sống còn đối với những xã hội nằm sâu trong những vùng lãnh thổ cằn cỗi. Để phát triển giao thương, các thương nhân buộc phải liên kết với chính quyền đến mức hình thành một hiện tượng cộng sinh, vốn dĩ là nét đặc thù về cơ cấu nhà nước tại Cộng hòa Venezia 697 đến 1797, nhất là ở Hà Lan vào thế kỷ 17 và 18. Người ta không thể nào phân biệt được ranh giới giữa lợi ích nhà nước và lợi ích của các cổ đông tập đoàn thương mại Đông Ấn Hà Lan VOC đầy quyền lực lúc bấy giờ mục tiêu của mối liên kết này là gì rất đơn giản chỉ nhằm tạo thành một thế độc quyền trải rộng ra cả ngoài biển khơi hình thành một thị trường mà từ đó người ta có thể độc chiếm quyền kiểm soát việc tiếp cận và dĩ nhiên mối liên kết này còn để bảo vệ các tham vọng của giới thương nhân và đẩy lùi mọi sự thèm muốn của đối thủ cạnh tranh đây chính là lúc cần có hạm đội tàu chiến vai trò của họ là thăm dò các thị trường mới nếu cần thiết thì xâm chiếm và thứ đến là loại trừ các đối thủ bằng vũ lực. Nói một cách khác, thương thuyền và chiến thuyền có một mối liên hệ chặt chẽ, vừa bổ sung cho nhau, vừa ràng buộc lẫn nhau. Thế nhưng chỉ có vài nước sớm cảm nhận được một định mệnh như vậy. Tác giả liệt kê một số ví dụ điển hình. Nhờ các đời vua Công giáo của Tây Ban Nha, nên mới có cuộc thám hiểm của Christopher Columbus. tài Anh có nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Còn tại châu Á, có hoàng đế Minh Thành Tổ, đời vua thứ ba của triều đại nhà Minh, người ra chỉ dụ cho phép thái giám Trịnh Hòa, tiến hành 7 cuộc thám hiểm Ấn Độ Dương trong suốt một phần ba đầu thế kỷ thứ 15. Sức mạnh hải quân thế mạnh của châu Âu Nếu như ví dụ về Trung Quốc là một trường hợp cá biệt, sức mạnh hải quân là một hiện tượng mang đậm đặc tính châu Âu, một quốc gia hùng cường trước hết bởi vì đó là một cường quốc hàng hải, đó là suy nghĩ được coi là tất yếu trong suốt thế kỷ thứ 19. Khái niệm này đã được đô đốc người Mỹ Alfred Mahan phát triển thành lý thuyết. Những bài viết và phát biểu hội thảo của ông có tác động mạnh đến việc định hướng chính sách của các nước châu Âu cũng như Mỹ và Nhật Bản. Nguyên tắc đơn giản như sau, để có được một vị thế quan trọng trên trường quốc tế, cần phải có một hạm đội tàu chiến hùng hậu, phương tiện quan trọng để thực hiện bành trướng ra biển khơi công cụ để xâm chiếm thuộc địa và bảo đảm vị trí độc quyền. Những tư duy này tạo cơ sở cho việc thu hẹp định nghĩa về cường quốc hải quân, tập trung nhiều hơn vào khí cảnh chiến lược, xoay quanh sự đối kháng giữa cường quốc lục địa và cường quốc trên biển, và người ta thường kết luận là cường quốc trên biển thắng thế. Đây cũng chính là bài học người ta rút ra được từ hai cuộc thế chiến và cũng chính dựa vào mô hình này mà các nhà nghiên cứu địa chính trị lý thuyết hóa cuộc chiến tranh lạnh. Với phe phương Tây, cần phải có khả năng làm chủ biển cả và vây hãm kẻ thù trên lục địa trong vùng lãnh thổ của họ. Ở phía bên kia, Liên Xô và các đồng minh lại coi lực lượng hải quân có khả năng triển khai sức mạnh quân sự tầm xa và nhất là hàng không mẫu hạm như là vũ khí của phe đế quốc nên phải phòng thủ, cường quốc hải quân thời toàn cầu hóa. Rồi chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng lối suy nghĩ về cân bằng quyền lực trên thế giới không hề biến mất mà dường như còn được phục hồi. Những quốc gia nào từng nếm mùi thực dân như Ấn Độ hay Trung Quốc giờ lại xem hải quân như là một thứ vũ khí bảo đảm nền độc lập đất nước, nhằm tránh cho tấn bi kịch thế kỷ thứ 19 tái diễn. Và thế là khi tìm cách tránh các ý đồ của những cường quốc hải quân thù địch, bản thân họ lại trở thành một cường quốc hải quân nhưng trong lối tư duy này điều mới mẻ nhưng cũng đầy nghịch lý chính là vị trí của kinh tế trung quốc hay ấn độ phát triển mạnh đã mang lại một cái nhìn hiện đại về khái niệm cường quốc hải quân trong một nghĩa rộng hơn nếu như hiện tượng toàn cầu hóa giúp cho hàng hóa được lưu thông thuận lợi hơn thì nó cũng làm thay đổi cả cách nhìn cường quốc hải quân kinh tế thịnh vượng chưa hẳn là hải quân hùng mạnh bởi vì không gian hàng hải đã được tự do hóa và hội nhập khu vực hơn. Việc tự do lướt sóng và mức độ an toàn cao tại các vùng biển, bất chấp một số hoạt động cướp biển vẫn tồn tại, đã làm tan rã mối quan hệ cộng sinh tồn tại xưa kia giữa các đội chiến thuyền và thương thuyền, nền tảng để các nước dựa vào nhằm khẳng định sức mạnh hải quân của mình. Từ những quan sát này, bà Isabelle de Lemieux lưu ý chớ vội xem Trung Quốc như là một cường quốc hải quân, chỉ vì dự án chuỗi ngọc của nước này như nhiều, nhiều nhà phân tích nhận định. Bởi vì người ta có lẽ vẫn còn duy trì lối diễn giải địa chính trị kiểu xưa, vốn dĩ cần phải được xem xét lại. Và nhất là trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có thái độ hung hăng ở Biển Đông, nước Pháp cũng như Mỹ đã đề ra một sách lược cho vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một báo cáo của Quốc hội Pháp hồi tháng 4 2019 còn đề xuất châu Âu hóa các chiến dịch tuần tra ở Biển Đông, nghĩa là kêu gọi một sự hợp tác liên kết, lập cơ chế quản lý chung. Trong trường hợp này, làm sao định nghĩa, thế nào là một cường quốc hải quân? Kính thưa quý vị, vừa rồi là nhận định và phân tích thế nào là một cường quốc hàng hải do Minh Anh RFI biên soạn. Thanh Trang xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo nhằm mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt tại hải ngoại nói chung và vùng hoa thình đốn nói riêng, và để tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ liệt nữ anh hùng Nguyễn Thị Giang, hay còn được biết đến là cô Giang, hiền thê của anh hùng Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt Nam Quốc dân đảng. Chúng tôi quyết định thành lập phòng đọc sách cô Giang, tặng vật hay hiện kim xin gửi về phòng đọc sách cô Giang, 6329 Arlington Boulevard, Suite A, Fort Church, Virginia, 22044. Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý hội đoàn hưởng ứng, giúp đỡ, phổ biến và tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ để tạo nguồn tài chính cho sinh hoạt và thành lập phòng đọc sách cô Giang tại nhà hàng Harvest Spoon 7260 Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia 22042 lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng 6, 2019. Giá vé ủng hộ 35 Mỹ Kim. Mọi chi tiết xin liên lạc nhất hùng 301 529 5603, Võ Thành Nhân 301 257 8496. Ban tổ chức Hội ngộ Tây Ninh Khung Trời Kỷ Niệm Liên Trường Tây Ninh thân ái kính mời quý phụ huynh, giáo chức và cựu học sinh tham dự buổi họp mặt Liên Trường Tây Ninh vào lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Paracel Seafood Restaurant 15583 Bookhurst Street, Westminster California 92683, lệ phí cho mỗi người là 35 Mỹ kim. Để tiện việc sắp xếp ẩm thực, xin quý vị vui lòng ghi danh và đóng tiền trước với Thảo Kim Lê 4014 West 168 Street, Longdale California 90260.